Bạn này bình luận là mỗi ngón mỗi khác nhau, nghĩa là trên 10 đầu dấu vân tay của mình thì nó sẽ phân bổ mỗi ngón có mỗi loại vân tay khác nhau. Vậy thì cái người sở hữu đặc điểm giống như vậy, tính cách của họ chắc chắn sẽ rất là thú vị. Bởi vì cái người mà chỉ có một loại vân tay thôi thì tính chất của họ sẽ rất là đơn giản, đồng nhất về những cái phẩm chất đó. Nhưng mà những người kết hợp 2, 3, 4 hoặc nhiều loại vân tay lại với nhau á, thì cái tính cách của họ tạo nên một cái sự kết hợp pha trộn, bổ trợ hoặc là mâu thuẫn lẫn nhau. Nên á, có thể chính bản thân người đó cũng rất là khó xác định về tính cách của mình, và những người thân xung quanh của họ cũng rất là khó hiểu về cái tính cách của những người này. Và trong sinh trắc vân tay thì sẽ có 4 loại nhóm chủng vân tay lớn để đại diện cho những cái tính chất đặc trưng cơ bản nhất của chúng ta. Đầu tiên á, chúng ta sẽ có chủng vân tay được gọi là chủng vân tay đại bàng. Nó sẽ có hình dạng giống như thế này. Đây là những cái tuyết người á, họ sẽ có cái mục tiêu rất là cao, tính cách cạnh tranh rất là lớn, rất là mạnh mẽ, cá tính nè, rất là quyết đoán nè, rất là dũng cảm, là người dám nghĩ dám làm và rất là ưa thích những cái thử thách ha. Cái nhóm tiếp theo là những người sở hữu chủng vân tay này được gọi là nhóm vân tay tắc kè. Tắc kè là biểu trưng cho cái nhóm người á, họ cực kỳ linh hoạt trong việc xử lý tình huống nè, trong việc thiết lập các mối quan hệ. Đây là những người rất là hướng ngoại, thường rất là giỏi trong cái việc mà thương thuyết, đàm phán và có thể gọi là bậc thầy ngoại giao. Nhóm tiếp theo á, chính là cái nhóm tính chất nước, là những người có cái hình dạng giống như một thác nước chảy từ trên xuống dưới giống như vậy nè. Nước là những người theo tính chất là ôn hòa, lành tính, dễ chịu, tình cảm, dễ gần, dễ kết bạn, sao cũng được hết trơn á, và thường hướng về cái sự hòa bình, hướng tới những cái chung. Nên nhóm tính chất này á, được ví giống như là hoa hậu thân thiện vậy đó. Và cái nhóm tính chất cuối cùng ha, là nhóm núi. Thì cái nhóm này nó đại diện cho cái tính chất của những người á, rất là thận trọng, an toàn nè, quy trình, quy củ, hệ thống, bài bản, từ từ và chậm mà chắc ha. Nên mỗi cái nhóm vân tay sẽ có mỗi cái đặc trưng là khác nhau. Nên nếu như mà nó pha trộn lại với nhau, một người mà có nhiều cái đặc điểm giống như vậy á, giống như là nó sẽ bị đánh lộn với nhau á. Lúc thì cái tính chất này, lúc thì tính chất kia, trong trường hợp này, trong trường hợp kia, thì sẽ có những cái biểu hiện hành vi, những cái suy nghĩ giống như thế nào. Thì do nó pha trộn quá là nhiều thứ, chính vì vậy thì tự bản thân của chúng ta rất là khó để có thể phân tích. Thì chúng ta cần phải có cái bài báo cáo sinh trắc vân tay và phải có chuyên gia để luận giải cái kết quả này. Thì nó sẽ giúp các bạn có thể thấu hiểu bản thân tường tận một cách gốc rễ, lý giải mình tại sao có những cái biểu hiện, xu hướng hành vi, bản sắc tâm lý của mình là như vậy. Thì khi mình hiểu bản thân mình á, thì từ đó mình có thể phát triển bản thân mình một cách tốt hơn, vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái hơn. Nên là nếu như bạn nào đang có nhu cầu phân tích về dịch vụ sinh trắc vân tay, có thể liên hệ cho mình để mình có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất nhé.